Mình chào tất cả các bạn. Hôm nay đi giới thiệu các bạn một cái công nghệ Wi-Fi. Hôm nay mời các bạn đi theo mình nha. Xem một cái công nghệ mà Wi-Fi, giải pháp Wi-Fi dành cho phòng trọ rất là hiệu quả luôn. Và như thế nào, mời các bạn cùng đi với mình. Thì các bạn, hiện tại thì mình đang ở trong cái dãy nhà trọ rất là nhiều phòng nha. Nóc giải này chắc cũng phải ở trăm phòng các bạn, vừa ở trên và vừa ở dưới. Ở trên, ở dưới thì các bạn thấy sâu mút thầm thầm ở trong kia, ở trên cũng rất là sâu luôn, đúng không? Và giải pháp cho giải phòng trọ như thế này là không phải là lắp nhiều đường mạng, hay những cái phòng trọ mà không biết giải pháp dành thì họ sẽ lắp nhiều đường mạng để cho nhiều người ở đây. Các bạn sẽ thấy nè, cái phơi độ nó hơi lộn ngộn, các bạn thông cảm nha. Người ta ở phòng trọ mà đó, tức là ở đây nó sẽ sử dụng hai đường truyền của mình, một đường Viettel, họ ép chung vào một cái con CPU kia, cái đó gọi là server hay gì đó, mình không có, chưa có đụng tới, chưa có gia chạm. Mình chỉ gặp cái anh kỹ thuật, ảnh làm thi công cái này, ảnh nói lắm phó, giống như một cái máy chủ các bạn, tức là những cái đường mạng read hết ha, tất cả các modem này read hết và nó đưa vào cái đó, máy chủ đó. Và máy chủ đó nó sẽ đưa ra những con Wi-Fi 5G, tức là thi công dây mạng ra những cái con Wi-Fi phát 5G các bạn, phát băng tần 5G hết cho giải phòng trọ này nha. Và họ quản lý rất là thông minh, tức là quản lý từ xa được. Và cái máy chủ này á, nó sẽ kiểu như là nó quay cao rồi nó chịu tải các thiết bị. Và có một cái hay nữa là nó sẽ cho, nó bán cái thẻ giống như thẻ cào điện thoại các bạn. Tức là mỗi tháng họ sẽ set up sẵn, tháng đó 29 ngày, 30 ngày gì đó, thì một cái mã thẻ đó có tác dụng trong cái tháng đó, và qua tháng sau các bạn phải mua thẻ. Nếu mà muốn sử dụng tiếp thì các bạn mua cái thẻ nạp vào để sử dụng Wi-Fi, còn mấy thì các bạn khỏi xài, khỏi phải mất tiền. Đó là cái công nghệ giải pháp Wi-Fi này rất là hiệu quả luôn. Đây, ở đây mình sẽ có cái đường truyền. Tức là đường truyền này, mỗi đường truyền 100m, 150 giờ lúc trước quên à, mà không muốn không hát mà đem rít hết ha các bạn ha. Nhiều người thấy rít là không có, mà cái này là không hát hết. Ở đây có một đường Viettel nữa cũng rít luôn. Đó, họ lên một cái máy chủ như thế này. Máy chủ này thì sẽ có 3 đường, giống như cái cạc mạng các bạn cắm đó ha. Trên một cái nữa. Trên cái mình nghĩ là ra ha. À, vào một cái ra. Bạn thấy thì công mạng rất là ghê ha. Đây mình cũng mới va chạm, mới gặp đây mà. Có gặp anh kỹ thuật mà anh thiết kế, nó làm thi công này mà anh nói hiện tại còn những cái phòng trọ làm rất nhiều. Một cái bộ này đầu tư khoảng, nghe nói lóng thoáng là tùy theo mấy ít mấy nhiều gì đó, và cũng phải ít nhất là phải mười mấy triệu các bạn, mười mấy triệu. Rồi những cái con Wi-Fi 5G đặt dọc theo những cái này nè, họ phát Wi-Fi ra và quản lý phòng trọ rất là ok luôn, nó sử dụng mạnh lắm, không có gì. Và với cái phương pháp này thì chỉ có những cái dãy nhà trọ nào mà làm nhiều phòng thì mới đủ doanh thu của họ. Bởi vì cơ bản họ đầu tư thiết bị nè ha, đầu tư máy chủ, đầu tư thiết bị Wi-Fi, và đầu tư luôn cái tiền cước của cho nhà mạng. Chủ nhà trọ thì chỉ mất cái phí tiền duy trì điện của mỗi con như thế này thôi, và họ ăn chia 50-50 ha. Tức là người bên ngoài dịch vụ họ sẽ đầu tư tất cả các thứ và họ lấy 50% về, và chủ nhà trọ đầu tư phòng trọ như thế này, họ không có quản lý Wi-Fi, không có gì hết, họ lấy 50. Đó là như vậy các bạn. Và mình thấy cũng lâu dài thôi, chứ thời gian ngắn thì khó ăn. Với những dãy phòng trọ nhiều máy thiết bị sử dụng vào á, tại đầu tư ban đầu là khoảng 1 triệu mấy rồi ha, 1 triệu mấy. Ôi xin lỗi các bạn, khoảng mười mấy triệu, ít nhất là cũng phải mười mấy triệu rồi. Đó, ngoài chi phí bảo dưỡng rồi tùm lum các thứ, ví dụ như trời xét nó bị hư hỏng gì đó phải khai nữa. Nó hay cũng khó ăn mà ha. Ít nhất là cũng phải hơn một năm mới lấy vốn được. Hay đây là một cái công nghệ Wi-Fi rất là mới mẻ luôn á. Mình cũng vừa trải nghiệm, mình vừa gặp phải. Mình chia sẻ cho các bạn biết luôn. Rồi, trong quá trình đi làm thì mình gặp những cái nào mới mẻ chia sẻ các bạn cùng tham khảo, cùng biết với mình nha. Các bạn giúp mình đăng ký kênh và share video ha, cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.